hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Chương trình điểm vàng tháng khuyến mại Hà Nội, hai ngày vàng xác lập giá đáy mới chỉ trong 14 tháng 11 và 15 tháng 11. Đại giảm giá đến 70%, áp dụng trên toàn thành phố Hà Nội. Đại tiệc máy giặt giảm giá sốc lên đến 40%, tặng quà trị giá đến 2 triệu đồng. Đại tiệc tủ lạnh giảm sốc đến 30%, tăng nồi cơm điện trị giá 1.290.000 đồng. Tủ lạnh side by side 584 lít inverter giảm 41%, giá ngày vàng 9.990.000 đồng. Máy giặt lồng ngang inverter 8.5 kg giảm 40%, giá sốc ngày vàng 5.990.000 đồng. Điểm vàng tháng khuyến mại Hà Nội, tivi đại giảm giá đến 70%, mua tivi tặng quà lên đến 3 triệu đồng, tặng phiếu mua hàng 1 triệu đồng. Tháng vàng khuyến mại, mua tivi LG giảm ngay đến 1 triệu đồng, smart tivi 43 inch giảm 51%, giá siêu sốc ngày vàng 3.990.000 đồng. Smart TV LG 4K 49 inch, 49UM 7100, giảm 47%, giá sốc ngày vàng 8.990.000 đồng. Smart TV LG 4K 55 inch, 55UM 7100, giảm 51%, giá sốc ngày vàng 9.490.000 đồng. Mua sắm gia dụng tại MediaMart ngập tràn ưu đãi, mua nhiều giảm lớn tại chợ Trà Góc 0%. Nồi cơm điện cơm 1.8 lít Sharp giảm 48%, giá ngày vàng 369.000 đồng. Bình siêu tốc inox 1.8 lít Kipo giảm 63%, giá sốc ngày vàng 69.000 đồng. Nồi chiên không dầu 4 lít Rapido giảm 65%, giá sốc ngày vàng 690.000 đồng. Điểm vàng tháng khuyến mại Hà Nội, hai ngày vàng xác lập giá đáy mới chỉ trong ngày 14 tháng 11 và 15 tháng 11. Đại giảm giá đến 70%. Laptop Lenovo IdeaPad S145 15 API Ryzen 5 giá sốc ngày vàng 10.690.000 đồng. Laptop Asus A412DA CPU Ryzen 5 giá sốc ngày vàng 12.890.000 đồng. Điện thoại đồng giá sốc, điện thoại Samsung Galaxy A01 Core A01 3G, điện thoại Vsmart Star 4 giá sốc ngày vàng 1.290.000 đồng. Hệ thống siêu thị điện máy MediaMart trả trước không đồng, trả góp 0% lãi suất qua ACS, miễn phí vận chuyển và lắp đặt, 1 đổi 1 trong vòng 45 ngày. MediaMart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.